huấn luyện viên Petrovic và cái tình với người Thanh Hóa. Nói thế này, chắc anh không tin đâu, nhưng tôi chỉ mất có 2 phút để quyết định trở lại Thanh Hóa. Kể từ khi tạm biệt mảnh đất này, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn Thanh Hóa của mình. Chúng tôi vẫn trao đổi về bóng đá, về cuộc sống. Tôi vẫn nghĩ, rồi tôi sẽ trở lại nơi đây, gặp lại những người dễ mến, ăn lại những món ăn mà tôi không thể tìm được ở bất cứ đâu. Khi nhận được lời đề nghị, tôi gần như gật đầu ngay lập tức. Huấn luyện viên Petrovic nói như thế. Còn một chi tiết nữa để tô đậm tình cảm mà huấn luyện viên Petrovic dành cho đội bóng và cổ động viên Thanh Hóa. Trong lúc đàm phán, lãnh đạo đội Đông Á muốn phát triển công tác đào tạo trẻ nên có ý định đưa chiến lược gia người Serbia về làm giám đốc trung tâm đào tạo. Còn đội 1 sẽ do huấn luyện viên khác đảm nhiệm. Lúc đó, đội bóng xứ Thanh cũng tính mời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Huấn luyện viên Petrovic chia sẻ thẳng thắn, nếu không làm huấn luyện viên trưởng đội 1 Thanh Hóa, tôi sẽ làm ở trung tâm đào tạo trẻ cũng được, miễn là về Thanh Hóa làm việc. Ở đâu, vị trí gì tôi cũng nhận. Trong mọi bản hợp đồng, điều khoản về lương, thưởng, chế độ thường tốn nhiều thời gian nhất. Nhưng huấn luyện viên Petrovic nhận lời về với Đông Á Thanh Hóa nhanh đến mức chưa kịp đàm phán mức lương. Cuối cùng, ông nhận mức lương 7.000 đô la Mỹ một tháng, chưa bằng 1/4 tiền lương mà bậc hậu bối ít danh tiếng như Alexander Polkin nhận ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ huấn luyện viên Petrovic là nhà cầm quân danh tiếng và bậc nhất từng tới Việt Nam làm việc, bởi ông từng vô địch U18 thế giới cùng tuyển U18 Nam Tư năm 1987, giành ngôi Á quân U21 châu Âu cùng tuyển U21 Nam Tư, đưa câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade giành chức vô địch cúp C1 châu Âu năm 1991 cùng nhiều chức vô địch cúp quốc gia ở Nam Tư, Serbia và Montenegro. Ngoài ra, ông còn giành ngôi Á quân giải Trung Quốc cùng với Thân Hoa Thượng Hải, vô địch Bulgaria cùng Levski Sofia, cúp quốc gia Bulgaria cùng với Litex Slovak và nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất Kazakhstan năm 2013. Một điều ít người biết, huấn luyện viên Petrovic có bằng thạc sĩ về giáo dục thể chất ở trường đại học Novi Sad, một trong 2 trường công lập lớn nhất Serbia. Huấn luyện viên Petrovic cũng từng giúp FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân V-League 2017. Huấn luyện viên Petrovic cũng biết lãnh đạo đội Đông Á Thanh Hóa muốn mời ông về không chỉ để phát triển đội bóng mà còn để khơi dậy tình yêu của cổ động viên xứ Thanh với đội bóng sau rất nhiều lần thất vọng với cách làm việc trước đây. Biết đội bóng cần mình và có thể dựa vào đó để nâng tiền lương, thêm tiền thưởng và yêu cầu các chế độ khác. Nhưng huấn luyện viên Petrovic không làm vậy, bởi như ông từng nói, tôi 74 tuổi đến nơi rồi, tiền bạc cũng chẳng quan trọng bằng mình được sống, được làm việc ở nơi mình thích. Chiều ngày 26 tháng 12, huấn luyện viên Petrovic đã ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng cho đội Đông Á Thanh Hóa một mùa. Chiến lược gia người Serbia không đòi hỏi điều gì cho mình cả, chỉ đề nghị đội bóng ký hợp đồng với trợ lý Alen Tupaić để phục vụ tốt hơn cho công việc. Huấn luyện viên Petrovic được toàn quyền quyết định những vấn đề về chuyên môn và được làm việc với ekip gồm toàn những người thân yêu và rất hiểu phong cách làm việc, hiểu triết lý bóng đá của ông. Đó là giám đốc kỹ thuật Hoàng Thanh Tùng, các trợ lý Nguyễn Thành Dũng, Lã Mạnh Tường, Nguyễn Chí Công. Tại lễ ký hợp đồng, huấn luyện viên Petrovic phát biểu đầy tình cảm. Tôi yêu các cầu thủ, yêu mảnh đất, con người Thanh Hóa, nhất là các cổ động viên, những người đã từng làm nên những cơn lốc vàng trên các khán đài. Tôi sẽ cùng các trợ lý, các cầu thủ chiến đấu hết mình để giúp đội nhà đạt thành tích cao nhất tại mùa giải 2021. Sẽ là không ngoa nếu nói rằng huấn luyện viên Petrovic là nước cờ thông minh, sáng suốt nhất mà lãnh đạo Đông Á Thanh Hóa quyết định kể từ khi tiếp quản đội bóng đến thời điểm này. Đơn giản, bởi chiến lược gia 73 tuổi có quá nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng đội bóng, định hướng phong cách, phát triển bản sắc. Ông cũng quá hiểu cầu thủ Thanh Hóa, am tường V-League và rất nhiều trụ cột của đội bóng xứ Thanh hiện tại, từng là học trò của ông, cũng rất hiểu tính cách, triết lý và phong cách làm việc của ông thầy mình. Mặt khác, sau rất nhiều việc làm, phát ngôn gây tổn thương của bầu đệ, một bộ phận cổ động viên bóng đá đang rời xa đội bóng và huấn luyện viên Petrovic không khác gì thỏi nam châm hút họ trở lại, làm cho các cổ động viên tin tưởng hơn vào đội bóng và khơi dậy tinh thần cổ vũ máu lửa như năm 2017, giải đấu thành công nhất trong lịch sử của bóng đá Thanh Hóa ở kỷ nguyên V-League. Thế nên, huấn luyện viên Petrovic là giải pháp tất cả trong một mà đội bóng Đông Á Thanh Hóa đang cần. Ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch Đông Á Thanh Hóa thể hiện sự kỳ vọng. Mùa giải 2021, huấn luyện viên Petrovic quay trở lại dẫn dắt đội bóng. Tôi mong rằng đội bóng chúng ta sẽ lên một tầm cao mới, đáp ứng sự chờ đợi của các cổ động viên và nhân dân Thanh Hóa. Tôi khẳng định sẽ dành tất cả những gì tốt nhất, song phẳng nhất, kịp thời nhất cho các cầu thủ và huấn luyện viên để đem về cho chúng ta kết quả tốt nhất. Tôi cũng hy vọng huấn luyện viên Petrovic sẽ dành tình cảm cao nhất cho các cầu thủ
để chúng ta giành thành tích tốt nhất cho mùa giải. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa chia sẻ: đây là lần thứ hai huấn luyện viên Petrovic quay lại với bóng đá Thanh Hóa. Đó là khẳng định về tình yêu bóng đá của Thanh Hóa đối với ông. Tôi cũng hy vọng năm 2017, huấn luyện viên đã dẫn dắt đội bóng giành huy chương bạc, thì lần này sẽ có luồng gió mới, sức mạnh mới để cùng toàn đội thành công lớn trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Tính đến thời điểm này, FLC Thanh Hóa mùa 2017 dưới bàn tay của huấn luyện viên Petrovic vẫn là đội bóng xứ Thanh thành công nhất, cân bằng nhất, cống hiến nhất trong kỷ nguyên V-League. Mùa giải năm ấy, Quảng Nam vô địch nhờ hơn thành tích đối đầu, còn hai đội có cùng 48 điểm. Thậm chí các chỉ số 13 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại của hai đội giống hệt nhau. FLC Thanh Hóa của huấn luyện viên Petrovic dẫn đầu V-League từ vòng đầu tiên và đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng 18 trong tổng số 26 vòng đấu. Chính sách xây dựng đội bóng từ hàng thủ của nhà cầm quân người Serbia thực sự phát huy hiệu quả, bởi ở giải năm đó, FLC Thanh Hóa là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất, được tổ chức hợp lý nhất và thủng lưới ít nhất. Không chỉ đưa những ngôi sao lên đỉnh cao, huấn luyện viên Petrovic còn có đôi mắt vàng và giúp những cầu thủ vô danh trở thành trụ cột. Vũ Xuân Cường là một ví dụ điển hình. Trước khi huấn luyện viên Petrovic đến, Xuân Cường không được trọng dụng, được cho đi mượn hết đội này đến đội kia, chơi cả ở hạng nhất. Và khi trở về Thanh Hóa, Xuân Cường thậm chí còn không có mặt trong trận đấu nội bộ của đội. Nhưng chiến lược gia 74 tuổi đã giúp đỡ để Xuân Cường chiếm suất đá chính ở Thanh Hóa và mới đây còn được gọi vào đội tuyển quốc gia. Hiện tại, huấn luyện viên Petrovic đang xây dựng lộ trình cho đội bóng Đông Á Thanh Hóa. Bắt đầu từ thể lực, bởi như ông nói, có thể lực thì mới chạy được 90 phút trên sân. Thể lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nền tảng để kỹ chiến thuật thăng hoa. Thông qua những băng hình được cung cấp ở mùa giải trước và thực tế trong các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Petrovic nhận ra cự ly đội hình của Đông Á Thanh Hóa chưa chuẩn. Các cầu thủ đá quá xa nhau, không hỗ trợ được cho nhau một cách kịp thời và hiệu quả, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng điều được ưu tiên hàng đầu, được coi là điều kiện cần của mọi cầu thủ Thanh Hóa dưới triều đại của ông, là mọi người phải hết lòng, hết dạ với đội bóng, phải nhiệt huyết, khát khao, tinh thần trách nhiệm với đồng đội, với đội bóng và người hâm mộ, phải được thể hiện trong từng hành động, từng buổi tập, từng trận đấu. Ngay sau lễ ký kết hợp đồng, huấn luyện viên Petrovic rời khỏi trụ sở của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Hàng trăm cổ động viên xứ Thanh đứng chờ, chụp ảnh kỷ niệm và cùng nhau hướng tới mùa giải mới. Lâu lắm rồi, chính xác là kể từ khi nhà cầm quân người Serbia rời xứ Thanh, bóng đá nơi đây không còn những hình ảnh tình cảm, gần gũi và xúc động như thế. Đó là tín hiệu vui, là cơ sở để hy vọng Đông Á Thanh Hóa sẽ thổi bùng lên hào khí xứ Thanh, tái hiện cơn lốc vàng khắp các sân cỏ của cả nước. Và huấn luyện viên Petrovic không chỉ là người phát triển đội bóng mà còn là thỏi nam châm hút khán giả đến sân, là chất kết dính giữa câu lạc bộ với người hâm mộ của đội bóng này trên toàn quốc.